Thưa Pinung, việc ứng dụng công nghệ thông tin mỏ này đưa hai ngành dược sẽ đào tạo đuôi mỏ, nâng cao hiệu quả tại công việc quản lý chất lượng dây hạt càng trong, nâng cao chuyên môn công việc hãy cán bộ liên sang sau việc tốt lấy hòn cho nung lực hạt. Tuyết toán do lớp triệt bề, trường phổ thông chi sục nuôi chú Atika Sơn Dương, si đầy hen, là hút, lần ăn, theo dõi hòn lực hạt, nhờ dùng hình ảnh, video, rồi tọc lấy si sôi động, áo trang tính tương tác, tung cang thiên sen sau lực hạt. Qua chú hình ảnh cho rằng nung để thiên môn tộc lầy si ngay tộc sau lần hơn giúp hãy nung lần môn tộc lầy. Dưới cái dạng câu hỏi là các em trả lời và các em thi đua giữa về tái dạng cho cam sần sam cho nung poi sần to thi tung cang cho đuôi tỏ sầu cho nung si hào hứng hình ảnh ném cái lời thèm qua đấy thiên sen si thấy đuôi phương pháp giải học để đời nung là đáy nội dung kiến thức hoàng cho nung ăn về xíu rồi lầy sư thiên sen giải thèm qua câu vịnh đấy tàu cảm hứng tộc lầy hãy cho nung đời hơn. Kèm bản cấp tộc lầy chi tiết tọc lây đã thiết kế thêm là hình ảnh clip minh họa giúp việc tọc giảm kiến thức đuôi mỏ đời hơn do on lang tính tư duy hoàng lực khác. Còn yêu cầu đời chuyển đổi số cho lan trường đã đẩy mạnh dùng công nghệ thông tin phần mềm quản lý dạy học theo công việc dầu đơn vị đảm bảo để thực lốc sau hiệu quả. Tôi thì giảng dạy môn tiếng Anh nên là tôi đã ứng dụng câu giảng dạy môn tiếng Anh câu áo dung phần mềm học liệu xoay mềm sao cho ứng dụng liên quan thiết kế bài giảng đời hèn lâu hút đã cho nung tọc lây tiếp kích thích ăn tò mò chó tọc lây môn tiếng Anh học tập để kích thích cái tính tò mò rồi là hăng say học tập cái môn tiếng Anh. Lan trường Auckland dùng công nghệ thông tin đã chuyển đổi số chỉ đạo hãy tin xem cục công việc soạn giảng cơ máy tính áo dung phần mềm là nút hỗ trợ xin đừng hấn mạng khai thác tự tạo hứng thú hay lực khắc đã tọc lây để công việc quản lý lan trường rất bạc phần bạc hồ sơ cả số liên lạc điện tử. Đại công việc chủ nhiệm xin từ cục đáy chuyển đổi số cùng lầy tiêu đáy tổng hợp ngài hơn và còn giúp được các cục đời công việc tộc lầy hòng lao đại bê tộc lầy. Việc dùng công nghệ thông tin háo giảng dạy đã giúp thiên sen sau lực khắc cùng anh đáy khả năng tư duy, sáng tạo, ăn chủ động, có phần đẩy mạnh chuyển đổi số, áo thang chất lượng dạy học đài cho đan trường.